toàn cảnh chợ hoa trên bến dưới thuyền tại khu vực cầu số 1 đường Bình Đông quận 8 ngày 4 tháng 2 nhằm ngày 25 tháng Chạp âm lịch. Vào buổi sáng, khách tập trung tại khu vực này chụp hình, tham quan và mua sắm rất đông. Những cây bông giấy tạo nên một cảnh quan đỏ rực tại khu vực này. Chậu này nhiêu chú? 300 á. 300 hả? Ồ, nhìn đẹp á. Chỗ này 200 hả? Chậu dừa 12 con giáp, bông vạn thọ, bông cúc, bông giấy, cúc mâm xôi. Chỗ này mua nhiêu chú? 150. 150 thôi, đẹp quá trời. Chỗ này 200 mà không đủ đâu. 200 á. 200, 200, 200. Chỗ kia, chỗ bự ra. Rồi làm luôn đi. Năm mới à. Chỗ nhỏ kìa, này 200 cây. Vậy nữa. Cái này cũng 200 cây. Nó đẹp được rồi chú. Hai cái chậu khác nhau rồi đó, chậu bự kìa, cái chậu kìa đó 150 kìa. Có 50 ngàn à, đẹp là được rồi. Đẹp được rồi, năm mới đẹp được rồi, làm luôn đi. Có 50 ngàn trưng thấy đẹp là được rồi. Con giấy năm nay đẹp quá. Toàn cảnh khu vực chợ hoa đoạn từ cầu số 1 đến cầu số 2. Ớt kiện, cúc mâm xôi, bông vạn thọ, bông mồng gà, bông giấy. Bông giấy nhiều màu sắc nhìn rất đẹp. Bà con đang chọn lựa mua bông giấy tại khu vực này.
Dưa hấu đầy đủ các loại, ruột đỏ, ruột vàng. Dưa hấu Tiền Giang, Trần Thanh Diệp. Những chiếc ghe chở hàng đậu trên dòng kênh tàu hủ cập bên đường Bình Đông, quận 8. Bây giờ Phước Yên xin mời quý khán giả và bà con cô bác cùng Phước Yên đi tham quan toàn cảnh chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền trên đường Bình Đông, quận 8. Đây là cây bông mồng gà, bông vạn thọ. Khu vực này trưng bày rất nhiều cây tắc. Bà con đang hỏi thăm mua cây tắc. Bông mồng gà, bông vạn thọ. Hôm nay tắc lên rất nhiều. Tắc vừa trưng bày ở trên, vừa trưng bày ở dưới ghe rất là nhiều. Sáng hôm nay rất nhiều bà con đi mua. Mai vàng, phía trước là bông giấy, cúc. Đây là cây dừa độc lạ, ở khu vực này có bán cây dừa độc lạ. Cây mai vàng ra nụ rất nhiều. Năm nay mai vàng lên hàng rất nhiều, lớn nhỏ đều có đó. Bà con đang tụ lại hỏi mua mai vàng. Có một số cây mai vàng đã ra bông. Bông vạn thọ, mai vàng 800.000 đồng. Mai chiếu thủy ớt, mai vàng. Đây là cây sung, mai vàng, bông vạn thọ. Phía dưới có ghe chở bông mồng gà, bông giấy. Đây là cây mai vàng. Khu vực này trưng bày cây lan nhìn rất đẹp. Mai vàng, bông cúc. Bao nhiêu tuổi không?
sáng hôm nay rất nhiều người đi mua. Khu vực này bán mây vàng, rất nhiều mây vàng. Dọc đường đây là cây mây vàng nhỏ, cây bông vạn thọ, bông trang. Khu vực này bán bông sống đời. Mây vàng, cây tắc nhỏ. Khu vực phía trước là khu vực đặt sân khấu cho đêm ca nhạc hôm nay. Tại ngã ba đường Bình Đông và đường Nguyễn Văn Cửa. Hôm nay trang trí rất đẹp. Tại khu vực này có rất nhiều người check-in chụp hình. Vào buổi sáng đến đây chụp hình rất đẹp. Trang trí rất là nhiều bông hoa. Đặc biệt là tại khu vực này có cầu đi bộ. Lên cầu đi bộ ngắm cảnh và chụp hình rất đẹp. Đường hoa nghĩa tình. Những chiếc thuyền trang trí hình con rồng. Tại khu vực này trang trí rất nhiều hoa nên mọi người tụ tập là chụp hình rất đông. Phía bên đối diện là trưng bày mây vàng, tại đây có bán và cho thuê mây vàng. Bông cúc. Phía trước là khu vực bán thanh long, bên đối diện là bán bánh tét dừa giác vàng. Đây là cây bông giấy, bánh tét cô ba giang, bán nem chả, lò nem sáu sợi. Đây là bán dạo. Phía đối diện là khu phố ông đồ, dưa hấu màu vàng đều có, màu xanh đều có. Đây là cây mai chiếu thủy. Phía đối diện là trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt. Hoa hồng, khu vực này bán rất nhiều loại hoa hồng. Hoa hướng dương đều có hết. Khu vực này là khu ẩm thực, bán trái cây, atiso đỏ, bán mai, đặc sản cao lãnh Đồng Tháp. Khu vực này bán rất nhiều sản phẩm của Đồng Tháp. Bánh tét cô ba giang. Kế bên là bán cây bông giấy. Mây vàng, ớt kiện, nhỏ lớn đều có hết. Khu vực này trưng bày rất nhiều cây bông giấy. Năm nay cây bông giấy rất đẹp. Bông cúc, nhiều loại bông cúc. Hiện tại rất nhiều bà con mua rất nhiều bông giấy. Ở đây bông giấy rất đẹp. Khu vực này bán rất nhiều bông cúc, bông vạn thọ, có cúc mâm xôi. Ở đây có dừa 12 con giáp. Bông giấy ở đây rất nhiều. Phía trước là khu vực cầu số 1. Bây giờ Phú Yên đi qua cầu số 1, đi tham quan đoạn cầu số 1 đến cầu số 2. Là những cây mai vàng đã trổ nụ. Tại khu vực này bán rất nhiều cây bonsai. Kế bên là cây bông giấy, cây bông cúc. Ở đây bán rất nhiều cây mai vàng nhỏ. Phía trước là cây bông vạn thọ và bông cúc.
bông mồng gà, bút mâm xôi. Khu vực này trưng bày rất nhiều cây mai vàng, một số cây đã đổ bông. Ớt kìa, cây bông mồng gà, bông vạn thọ, ớt kìa, bông giấy, mai vàng. Ở đây có những cây bông giấy nhỏ nhìn rất dễ thương. Ớt kẽm, vạn thọ, cây bông mồng gà. Hôm nay hàng lên trưng bày đông hơn mọi bữa. Phía trước là trưng bày cây bông giấy, cây mồng gà, vạn thọ, ớt kẽm, mai vàng, nhỏ lớn đều có. Phía trước là cây tắc. Phía trước khu vực này trưng bày cây bông giấy nhìn rất đẹp. Cây mai vàng mọi người đang hỏi mua. Cây tắc, cây mai vàng, cây mồng gà, cúc. Cây bông vạn thọ, cây mai vàng. Phía trước là cây bông hồng, cây bông giấy, cúc mâm xôi, ớt kẽm, mồng gà, vạn thọ, cây tắc, cây mai vàng. Cây mai vàng, mồng gà, vạn thọ, bông cúc, cây tắc. Cây mai vàng ở đây cũng rất nhiều. Phía đối diện là bán dưa hấu. Cây mai vàng giá 500.000 đồng, có một cây 6.400.000, 250. Bên phía đối diện là bán dưa hấu. Dưa hấu với thơm, cây dứa, mai chiếu thị, bông mồng gà 200.000 một cặp, vạn thọ, bông hướng dương, dưa hấu. Kế bên là cây tắc, cây mai vàng, cây bông vạn thọ, bông mồng gà, bông cúc. Bên phía đối diện là bán dưa hấu và trái cây các loại. Trước là bán dưa hấu. Tại khu vực này là bán rau củ quả. Hiện tại cũng còn nhiều gian hàng để trống. Dưa hấu Long An ruột đỏ 10.000 đồng một ký. Đu đủ, dưa hấu, ruột đỏ, ruột vàng đều có hết. Phía trước là sạp bán bưởi. Bưởi da xanh Bến Tre 35.000 đồng. Dưa hấu 10.000 đồng. Dưa ruột già là 12.000 đồng. 8.000 đồng ký dưa Long An. Phía trước là cầu số 2, kế bên là chợ Bình Đông. Phước Yên xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả và bà con cô bác ở những video sau.